Bộ Giao thông Vận tải vừa trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về phê duyệt chủ trương nâng cấp, cải tạo 3 tuyến quốc lộ 53, quốc lộ 62, quốc lộ 91B tại đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Đây là 3 tuyến đường quốc lộ đang bị xuống cấp, nằm trên địa bàn các tỉnh Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Thời gian thực hiện nâng cấp là 4 năm sau khi hiệp định tài trợ có hiệu lực, dự kiến từ năm 2024 đến 2027. Trong đó, với dự án thành phần quốc lộ 53, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nâng cấp cầu Ngã Tư và đoạn Long Hồ, Ba Xi với tổng chiều dài đầu tư khoảng 41 km trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh. Với dự án thành phần quốc lộ 62, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nâng cấp đoạn từ nút giao với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương đến km 74 với chiều dài khoảng 69 km trên địa bàn tỉnh Long An. Với dự án thành phần quốc lộ 91B, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nâng cấp đoạn ngã năm cầu Cần Thơ đến km 143 480 với chiều dài đầu tư khoảng 141 km trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Các tuyến trên đều được đầu tư với quy mô cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, mặt đường rộng 11m, 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư cả 3 dự án gần 9.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 340 triệu đô la Mỹ. Trong đó, vốn vay của Ngân hàng Thế giới gần 6.300 tỷ đồng, hơn 263 triệu đô la Mỹ, còn lại là vốn đối ứng. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, 3 dự án sau khi hoàn thành sẽ hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ, kết nối khu vực các tỉnh, thành phố Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long.